Chào quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình đến dự lễ tang cụ bà Nguyễn Thị Điệp. Bà đã trừ trần vào lúc 19h30 phút ngày 19 tháng 1 2024, nhằm ngày mùng 9 tháng Chạp âm lịch năm Quý Mão. Bà hưởng thọ được 82 tuổi. Tuổi của bà là tuổi Quý Mùi, sinh năm 1943. Tuổi Quý Mùi năm nay 81 đó quý vị, mà chết tháng Chạp á, thì nên gia đình thống nhất là giết 82 tuổi. Nên quý vị cũng thông cảm cho. Quê quán của bà ở ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Lễ nhập quan của bà vào lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng 1 2024, nhằm ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch năm Quý Mão. Lễ an táng của bà vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng Chạp năm Quý Mão tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn quý ông nhiều. Dịch vụ tại hòm Úc Tròn đến để chuẩn bị đang làm lễ nhập quan cho cụ bà. Đây anh em trang trí cũng xong. Trước khi làm lễ nhập quan, trong gia đình có dọn một mâm cúng cổ quyền thất tổ nội ngoại đôi bên. Sau đó cúng một mâm đất đai nhân trạch thần hoàng bổng cảnh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn một mâm. Cúng một mâm tiền giáng. Cúng để mình trình cho người khuất mặt khuất mày quý vị. Sắp ở ngoài đó, ở đứng ngoài luôn đây, anh bên đây thương theo người đó. Tại vì cái đường này nó nhỏ quá, mình che quá. Rồi 59 đi, không tính giờ nữa. Hai canh giờ. Cái canh giờ bỏ rồi. Bỏ rồi, chứ dở rồi. 59 là đi hả? 59 là đi. Đứng bên hai quá đi ruột. Có ai đứng hai đi hả? Ừ, bỏ hai bên chung giờ, chung ở mũ. Mặc cái chuyện gì đó. Đây cũng đã sắp sửa tới giờ. Anh em dịch vụ mai táng cộng tác với gia đình bà con lối xóm để đưa bà vô làm lễ nhập quan. Đây, anh em cùng nhau để làm. Anh em dòng họ con cháu bè bạn dịch vụ luôn gáp làm cho không có nành hẹ ai hết. Nhập quan bà xong, quần áo khăn thì để trên mặt, áo để giữa, quần thì để dưới, gối ôm để hai bên, đắp mền lại, đổ trà lên cho đầy. Cái nào thế thì phải đánh đó.
Mình quay đây tự nhiên không có sắp xếp quý vị. Video này để mình quay để làm kỷ niệm. Nếu có khó coi mà thiếu kỹ thuật thì xin quý ông cũng thông cảm bỏ qua cho mình nha. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều đó mà vẫn còn.